chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn là cách mình thu hoạch ngò và bón phân cho ngò để mình ăn được nhiều dần nha các bạn. Đây là mình xin giới thiệu các bạn, đây là ngò rí này là mình đã gieo, hôm nay nó lên là được 32 ngày nha các bạn. Đó, mời các bạn xem. Mình bây giờ là mình xin sơ lược về cái cách là mình gieo hạt ngò nha các bạn. Là cái ngò rí á, khi mà mình mua hạt về nha các bạn, là nếu mà mình thấy cái hạt mà nó còn tròn còn nguyên á, là mình nên cà cái hạt ra cho cái hạt nó bể. Còn mà nếu mà mình mua về mà cái hạt nó đã bể sẵn rồi nha bạn, là mình không cần phải cà nữa ha. Là mình để vậy là mình cứ là ngâm. Mình ngâm qua nước nóng nha bạn. Nước nóng mà ấm ấm thôi nha. Ấm ấm thôi là mình ngâm khoảng 6 tiếng. Xong rồi đó là mình mới vớt ra, là mình ủ trong cái tấm vải thun nha các bạn. Tấm vải thun á. Đó, khi mà hạt mà nó đã nảy mầm rồi đó, là mình mới đem ra đất mình gieo nha các bạn. Đó. Là cái này là mình gieo hôm nay là cái ngò này là nó được, ngò rí này là được 32 ngày. Các bạn thấy coi nó lên nè, tốt ghê. Đó, bây giờ là mình sẽ thu hoạch và bón phân để cho ngò ăn được đợt 2 và còn nhiều đợt tiếp theo nữa nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ thu hoạch nha các bạn ha. Là mình thu hoạch nha các bạn. Đây là mình sẽ nhổ lên một cọng vậy cho các bạn xem luôn ha. Đó. Khi mà mình cắt ngò nha các bạn, là mình chia sẻ các bạn là nó là mình mà thu hoạch á, là các bạn thu hoạch đó là mình cắt á, là mình phải chừa cao lên chút xíu, là mình chừa để mà mình cắt ngay đây các bạn, là nó sẽ còn cái phần ngọn ở bên trong nè các bạn, còn cái phần ngọn bên trong này nó sẽ ra tiếp. Còn nếu như các bạn mà cắt sát ở dưới này quá là nó sẽ không có còn cái ngọn nữa, là nó sẽ chết luôn. Đó, đó các bạn, đó là mình cắt, là cắt bên trên chút xíu nha các bạn, cắt bên trên này ha. Mình chừa cái phần ngọn ở chính giữa này lại nha các bạn nhớ ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ thu hoạch ha. Thơm quá mẹ ha. Ừ, cái ngò rí này thơm. Mình cắt như vậy nha các bạn, cái là mình bón thêm phân nữa các bạn. Nó sẽ ra tiếp nữa cho mình ăn. Một cái đợt ngò mình gieo một cái đợt ngò vậy là mình ăn sẽ được nhiều lần lắm các bạn. Không biết sao mình thấy cái ngò rí này á, trồng á nó rất là dễ lên luôn nha. Nó dễ lên lắm. Này chấm với nước thịt là ngon lắm mấy anh chị. Nó sảy luôn à. Đây các bạn xem nè, các bạn thấy mình cắt không? Đây nè. Mình cắt cho các bạn đây nè, mình cắt nè. Mình cắt mình chừa cái phần ngọn lại nè các bạn. Nè. Toàn bộ là mình chừa lại ngọn lên như vậy các bạn. Là nó lên rất là lẹ luôn. Đó. Đây, mình là một thùng mà mình thu hoạch được như đây rồi nè các bạn. Đó, rất là ngon luôn mà rất là thơm luôn. Đó. À, từ hôm mình thu hoạch ngò đến nay là được 2 ngày. Mời các bạn xem, 2 ngày mà cái ngọn ngò các bạn,
ngon ngon ở chính giữa đây nè, ở chính giữa nè các bạn, đó các bạn thấy không, nó đang ra ngọn non á đó. Đó, hai ngày thôi mà cái ngọn nó ra được cao ghê rồi nè. Hôm nay ngò rí nó đã cao được như vậy rồi nha các bạn. Đó. Mời các bạn xem nha. À, từ hôm mà mình cắt ngò tới hôm nay nha các bạn. Là nó được 4 ngày. À, 4 ngày và ngọn nó ra được như vậy rồi nè các bạn. Nhìn thấy thương quá. Đó. Hôm nay là mình sẽ bổ sung thêm phân. À, mời các bạn xem đây, bên đây á, mình xin giới thiệu đây là một ít đất nha các bạn, đất nha các bạn. À, đây là bên đây là một ít đất là mình đã ủ rồi, còn ở bên đây á, là phân gà nha các bạn. Đó. Là mình sẽ trộn một ít phân gà, mình cho một ít phân gà vô đây. À. À, nếu các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò nha các bạn. Mình dùng phân bò đó cái mình trộn vô rồi mình trồng. À, phân bò hoặc phân trùng quế cũng được nha các bạn. Mình làm gì cho nó nhanh hơn ha. À, bây giờ là mình sẽ rải đất và phân lên trên này luôn nha các bạn. Các bạn cứ mình cứ rải lên trên như vậy luôn. Đó. Không sao hết, một chút xíu nữa mình tưới các bạn. Mình tưới là nó sẽ rớt hết mấy tuột hết mấy cái đất xuống. Mình làm gì các bạn, nó tốt lắm. Bây giờ là mình sẽ tưới cho nó lên một ít nước như thế này nha các bạn. Cái ngò này là mỗi một ngày đó mà là mình vẫn tưới 2 lần nha các bạn. Các bạn thấy không, mình tưới vậy nè, mình tưới vậy cái đất á, ở trên nó sẽ rớt xuống hết sạch á. Đó, hôm nay mời các bạn xem lại rau ngò rí của nhà mình nha. Hôm nay rau ngò rí nhà mình nó lên được như vậy rồi, lên cao luôn. Đó. Như vậy là tính ra từ hôm mà mình thu hoạch đó các bạn, thu hoạch rau á, đến nay là được 9 ngày. Đó. Chỉ có 9 ngày thôi mà rau nó cao được như vậy. Nó lên được như vậy nha các bạn. Đây mời các bạn xem lại cái phần gốc của rau ngò rí nha các bạn. Đây là các bạn, cái phần gốc này là hôm mình thu hoạch đó các bạn ha. Thu hoạch phần ngọn, nay nó ra ngọn mới. Đó, để dậy đây nha các bạn. Đó. Đó các bạn, đây là cái phần này là mình thu hoạch đó các bạn. Thu hoạch phần ngọn ở đây nè. Nay nó ra được như vậy. Đây là mình để các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Đó. Chỉ có 9 ngày thôi mà cái ngọn rau ngò rí nó lên được như vậy nữa rồi. Đó. Nhìn thấy dễ thương quá. Đó, hôm nay ngò rí này nó đã lên cao rồi nha các bạn. Đó, thấy cưng ghê.
Như vậy là tính ra từ hôm mà mình cắt ngò mình ăn á các bạn, đó là bây giờ á nó sẽ lên tiếp được như vậy nè. Đó các bạn coi, cái này cái hôm mà mình cắt nè các bạn, cái dấu cắt á, dấu cắt nè các bạn ha. Đó các bạn thấy không, nó lên thấy mê luôn không. Cái đợt hai, cái này là đợt hai nha các bạn. Đây là cái này dấu cắt nè, mình sẽ nhổ cái cây này lên cho các bạn xem luôn ha. Đó cái cây này mình cắt nè các bạn. Đó cái hôm đợt một đó mình cắt tới đây ha. À, cắt tới đây nè, đây nè cái dấu còn nè các bạn, dấu còn nè. Đó bây giờ nó lên được như đây rồi nè các bạn, là tính ra từ hôm mà mình cắt ngò mình ăn đó các bạn, hôm nay nó lên được như vậy đó, tính ra là mới có 16 ngày thôi. Như vậy là một đợt ngò này là mình ăn được, lần này là thứ hai nha các bạn. Bây giờ là mình cũng cắt nữa mình ăn, và mình 4 phân nữa nha các bạn. Đó một lần gieo ngò là mình ăn mê luôn nha, rất là lợi luôn. Bây giờ là mình cắt nha các bạn, là mình cũng cắt, mình chừa lại phần trên nha các bạn, để mà cho nó ra tiếp ha. Mình cắt khúc trên như vậy nha các bạn, các bạn đừng cắt sát quá nha. Đó là mình cắt các bạn, đây nè các bạn, đây nè là mình cắt các bạn, là mình cắt, mình chừa lại cái phần trên này đó, mình cắt tới đây mình ăn khúc trên, còn phần dưới này đây là nó sẽ chừa lại cái phần ngọn này các bạn, là nó sẽ lên tiếp nữa ha. Đó bây giờ là mình sẽ cắt gì nè các bạn, đó mình sẽ cắt nghe cho các bạn xem ha. Đó thơm dữ mẹ ha. Thơm quá trời thơm luôn. Công nhận mình thấy nó tiện lợi ghê nha. Mình ăn đợt 1 rồi, bây giờ là mình lại ăn được đợt 2 nữa. Mà mình chỉ gieo có một lần ngò nha các bạn, mình chỉ có gieo một lần hạt thôi nha. Mà bây giờ là mình cắt mình ăn nha. Rồi bắt đầu là mình đợi ít hôm nữa là nó ra rồi nha các bạn, ra cái ruột, cái chính giữa, cái ngọn non nó ra các bạn. Đã bắt đầu là mình mới 4 phân nữa. Đó trời ơi thơm quá trời thơm luôn. Mà mình thấy gì là thu hoạch lẹ nha các bạn ha. Tại vì mới có 16 ngày thôi, từ lúc mà mình cắt tới bây giờ là mới có 16 ngày thôi mà nó lại ra được cao như vậy. Còn mà nếu mà mình mà gieo hạt nha các bạn, mình mà gieo hạt á là phải khoảng 30 ngày là mình mới có thu hoạch nha. Đó mà cái này là chỉ có 16 ngày thôi, đã ghê. Cái ngò này chấm với nước thịt ngon lắm anh chị. Cuốn rồi chấm nước thịt hết sảy luôn á, thơm đâu luôn. Ok bự bự lên, bự bự quá mẹ ha. Được một rổ rồi mấy anh chị, quá trời luôn. Bây giờ là mình đã cắt xong hết như vậy ha. Đó mình đợi ít hơn nó, khi mà cái đọt giữa này nè các bạn, ở đây nè các bạn, thấy không, cái đọt ở giữa mình cắt, mình chưa cái đọt ở giữa này ha, cái nó lên nữa là mình sẽ 4 phân mình ăn nữa nha các bạn. Dạ. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình cắt ngò và 4 phân để mình ăn tiếp đợt 2 nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ chuẩn bị 4 phân để ăn tiếp đợt 3 nữa nha các bạn. Rồi mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn trồng thành công. Dạ chào các anh chị nha. Chúc ngày tốt lành nha. Bye bye.